Ngoại biết cụ này không? Biết Biết gành hả? hả? Ngoại biết gành luôn hả? Ừ, bà bán sập chảy sân heo mà ở Dạ. đó đây đi chợ chứ không chợ Cần Thơ Cụ này ngày xưa biết ngoại không? hả? Cụ nằm ở đây ngày xưa biết ngoại không? Biết Biết. Dạ, đâu cho con coi với ai? nè, ấy sớm người ta thương À, sớm ta thương ngoại ha. cho ngày hôm Ngoại qua ở người mình ta mà sập ghê á. Đây là cái nơi sinh hoạt của ngoại nè cô bác quý anh chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm bà cụ mà sống ở trong cái ngôi nhà cùng với một ngôi mộ của cô bác quý anh chị, để thăm về hoàn cảnh của cụ và xem thời gian này cụ sống như thế nào rồi. Cũng khá là lâu thì cách đây gần cũng gần một năm mình có quay thăm bà để giúp đỡ cho bà. Cụ ơi. Cụ. Dạ dạ được rồi cô. Có cụ nha. Nóng quá hả cụ? Dạ. Ờ, lâu quá rồi con kiếm cụ cũng khó ghê á. Con này dễ được mặt đến chi nè. Dạ. Cụ đang coi tivi hả? Mới có bắt lên đó. Nãy giờ tắm. Dạ, cụ khỏe không? Khỏe. Dạ. Đây là cái ngôi nhà của cụ nè, cô bác quý anh chị. Bật đèn lên ngoài ơi. Ngoài, ngoài tắt tivi đi, con ngoài tâm sự cái. Ô, ngoại tắt đèn rồi. Mở đèn mà quên nó tắt. Dạ. Hằng ngày thì cụ chỉ sống có một mình thôi cô bác quý anh chị. Giờ hay quên quá rồi. Dạ. Ngoại sáng ăn cơm chưa? Mới ăn rồi, mới dẹp dọn. Ngoại sáng nay ăn cơm gì? Người ta cho miếng thịt heo quay kho. Dạ, đâu cho con coi với ai? Nè. Ấy sớm người ta thương À, sớm ta thương ngoại ha. Cho ngày hôm qua ngày hôm Ngoại qua ở mình thương mà sập ghê á. Đây là cái nơi sinh hoạt của ngoại nè cô bác quý anh chị. Bên đây là giặt nhà vệ đồ. sinh gọn vậy đó. Cái ngôi nhà này á thì ngoại có thể nói cho biết cho con. Cách đây thì khoảng năm thì con có thăm ngoại, con có quay về hoàn cảnh của ngoại. Ngoại có thể nói cho cô bác quý anh chị biết lại là hiện nay thì ngoại sống sức khỏe ngoại sao rồi? Khỏe ha. Năm nay là ngoại bao nhiêu rồi? 85 tuổi hả? Ngoại 85 tuổi rồi. Năm gọi là 84, năm nay 85. Tết vừa gọi ăn Tết vui không ngoại? Ăn Tết con mình mà vui gì? Tết con mình vui gì? Dạ. Cúng xong rồi ngồi ăn cơm con mình ăn đâu có vô. Không có ai lại chúc Tết được hả? Nè cô bác quý anh chị, đây là cái mộ của bà. Xin phép ra quay luôn mộ của ba Nguyễn Thị À, Có. Nguyễn Thị Có. Dạ. Con ba cháu nội bà mới gửi cho anh Trâm mua trái cây với mua bông trưng nè. Để Năm nay mới gửi cho. à, mua bông này chân với lại trái cây ha. Nhờ bà hương khói bà để đây nè, bà đêm nào bà cũng đốt nhang chứ hả? Dạ. Ngồi Là có nha. nghĩa là bà cụ nằm ở đây thì với ngoại là không có thân thích gì hết à? Không có dòng họ. Bà dưới chợ đó bà giàu lắm, bà bán sập chảy sân heo á. Dạ. Hồi đó bà cụ này giàu lắm không ạ? Bà chết bà còn nhỏ mà, bà sanh con nhỏ Út ở mốn 3 tuổi rồi bà làm băng rồi bà chết. Phải bây giờ bác sĩ cứu được, hồi đó đâu có vụ làm băng đâu có. Bà cụ này mất năm Lâu rồi, bả 956. 100 lẻ mấy tuổi rồi đó, 4 5 tuổi rồi đó. 105 tuổi rồi. Tuổi với bà già chồng mà đó, bởi bà thấy vậy bà cũng kệ, đốt nhang thờ phượng luôn. Con cháu bà có nghỉ thì tới, không nghỉ thì thôi. Sinh năm 1913 cô bác quý anh chị, nhưng mà mất đến nay thì mất năm 1956. Lâu lắm rồi, lúc Ừ, bà lâu lắm rồi. cậu Ngoại biết cụ này không? Biết Biết gành hả? hả? Ngoại biết gành luôn hả? Ừ, bà bán sập chảy sân heo mà ở Dạ. đó đây đi chợ chứ không chợ Cần Thơ. Cụ này ngày xưa biết ngoại không?
Hả? Cụ nằm ở đây ngày xưa biết ngoại không? Biết. Biết ngoại luôn hả? Vậy là lúc cụ ở đây là ngoại còn nhỏ hả? Trời ơi, có chồng có con rồi còn nhỏ gì? Ờ, ngoại sinh năm mấy? Tao sinh 1937 mà tao ở thành phố, tao có chồng về đây nè. Dạ. À, chứ đâu phải quê quán tao ở đây. Dạ. Ở thành phố á. Dạ. Sinh năm 1937. Ở Nguyễn Tri Phương đó. Dạ. Quận 5. Ừ. Nguyễn Tri Phương. Vậy là ông ở đây, lúc trước ngoại nói là ông ở đây mà. Ừ, thì ông ở đây. Dạ. Tết giờ ngoại có chuyện gì vui không, kể con nghe với. Có gì đâu vui. Ở có mình buồn muốn chết, con cháu coi nhóc hết rồi, có ai tới đâu. Ngoại với cụ và ngoại với cụ ông là có mấy người con? À, bốn đứa, hai trai hai gái. Dạ. Mà nhờ có nhỏ con gái thứ hai à, một tháng nó vàng rằng nó cho 700-800. Làm gì ngoại? Làm công việc gì? Hả? Con gái thứ hai ngoại làm công việc gì? Hồi đó nó làm công nhân viên nhà nước ở trong nông trường Phương Ninh đó. Dạ. Hồi đó sản xuất lúa đó. Dạ. Rồi nó về hưu rồi nhà nước cấp ruộng đất cho nó rồi lập nghiệp chống luôn. Dạ. Rồi còn mấy người con còn lại? Hả? Còn mấy người con còn lại sao ngoại? Hồi đó nó nghe lời vợ đi. Ở đây cũng có mừng hồ mà không ở. Lo nhà lo cửa sao nó ra không, bây giờ đóng cửa để đó đi rồi vợ đi lên thành phố mận tranh. Vậy là con của ngoại ở gần đây mà, phải không? Nó đi hết rồi. Có người nào, người con nào? Có ba ở gần, mướn nhà trọ bên đây nè. Vậy sao ngoại không ở đó, ngoại lại đây ngoại ở? Thôi, thằng đó xài không được. Xài không được hả? Hồi đó cất nhà nó kế bên nè. Rồi hai chồng đi dị bán rồi chia tam chia tứ rồi giờ đi mướn nhà trọ ở. Ngày xưa nhà bán chắc cũng nhiều tiền lắm à. Hả? Nhà ngày xưa bán chắc cũng nhiều tiền lắm hay ngoài? Nhiều tiền gì? Vợ thiếu nợ ta lấy ta trừ tiền. Dạ. Bằng đầu trả 150 không bán. Sau này nó mua có 120 để trừ 20 triệu tiền thiếu còn có 100. Ai kia cho mấy đứa con đó. Cô ngoại, cái người đó là người con út của ngoại luôn hả? Út đâu, thứ ba. Còn hai người nữa đâu? Một nhỏ có chồng ở Bún Tàu. Bún Tàu đã từ Ghi Dương đi vô á. Dạ. Còn người nữa? Còn người nữa thì nghe lời vợ đi lên thành phố Mừng Hồi đó đó. Nhà đóng cửa rồi đó. Còn người ở đây thì đang làm gì ngoại? Hồi đó chạy xe ôm, sau này chạy taxi. Ý con hỏi là ngoại là còn một người con của ngoại ở đây đang làm gì? Chạy taxi, mẹ giờ về hưu rồi. Dạ. Nói chung đó là cũng... con của ngoại là cũng khổ phải không? À. Đó, chạy được đâu 5-6 năm mà taxi á. Nhờ bạn bè giúp đỡ cho nó thi bằng lái đó. Ờ thì lớn tuổi quá bây giờ về hưu rồi. Chạy cái hãng này có 2 năm về hưu. Ông là ngày xưa là mất là bao nhiêu tuổi rồi? Ông mất 10 năm rồi, ông biết nhiều cũng biết. Lúc đó là ông ở đây luôn phải không ngoài? Hả? Lúc đó là ông ở đây luôn? Ở đây luôn. Ở với ngoài chung đây luôn. Chung cái chiếc giường nhỏ này nè. Hả? Ở với ngoại chung ở đây luôn à, chung ở trên cái chiếc giường nhỏ này nè. Trời ơi, ổng ngủ như này, tao ngủ trên giường. Dạ. Đó, chỗ này nè. Ngày xưa con nhớ là ông mất là ngoại hỏa táng hả? Hả? Ông mất là ngoại hỏa táng không? Hỏa táng không ngoại? Hỏa táng. Hỏa táng rồi cái đem về thờ. Thờ trong một năm cái đem bắt đi thận. Thì hồi đó ông còn sống, ông chối đó. Ông nói thầy ổng ở dưới đó rằng con cháu ông đi qua lại nhắc nhở ổng. Nghe cầu nghĩa thận hả? Có nghĩa là mình đem tro cốt của ông về. Có nghĩa là mình đem tro cốt của ông về thờ đúng một năm sau. Năm sau xả tan rồi cái đem qua bệnh. Thằng con mà giờ nó đi thành phố nó làm nó chở đi qua đó. Thả xuống dòng sông. Thả đó. Rồi cũng chụp hình đồ đó nha.
không ra ngoài có là tiền. Sống có một mình là khổ sở lắm anh. Dạ. Hôm trước tao té đây nè, tao không nhờ ông thầy giáo kế bên này, tao chết mất tiêu rồi. Ồ. Mắc kẹt cái thằng chổng này đây, chảy dai nè. Trời ơi. Đứng lên không được, ngồi xuống không được. Dạ. Thương ghê không? Cái xô cửa vô. Dạ. Ở đây ai cũng trợ xúm nhau bu coi chứ không có vô tiếp. Ôi. Ta sợ chị Diễm. Sợ tao bệnh chị Diễm á. Dạ. Ai không dám vô. Có hai người đỡ tao lên. Không nhờ ổng với nhỏ bán nước đá hàng ngày đó là tao chết mất tiêu rồi. Cũng còn may mắn ha. Mà nhìn gương mặt ngoại còn hồng hào sống thọ mà 85 mà còn khỏe ha. Bà uống thuốc nhà nước cấp bảo hiểm đó, uống không nhành nhờ cái lấy cái to đó đi mua thuốc ngoài uống. Nhưng mà con thấy có nhiều người 85 tuổi cũng đâu có sức khỏe bằng ngoại đâu. Ngoại tự nấu ăn nấu uống mà còn tinh thần minh mẫn ghê á, không lãng tay luôn. À, hay lãng tay đi xa thì không có được, đây ra chợ phải nghỉ 4-5 lần mà tới chợ, nhưng mà cũng đi à, đi tập thể dục hay do nó. Dạ. Ngoại có con cái gì, con cái không nuôi ngoại buồn không? Có nhỏ thứ hai đời rước về chồng nuôi hôm lúc bệnh đó. Dạ. Nó nuôi đâu cả tháng trời, nhớ nhà quá khóc đòi về. Là nói máy về ngoại ai lo cho má, chừng nào má đi đứng được như hồi xưa đi rồi con đưa má về. Thằng nỉ đó chạy má về 3 ngày thôi, má dọn dẹp thôi xếp rồi má ra vô, má không qua ở mãi đâu, trong 3 tiếng đồng hồ thôi. Hẹt về đi không ai đốt ra đốt đồ hết á. Nhưng mà con thấy ngoại, tại vì ngoại thích sống ở ngoài này, chứ ngoại con gái thứ hai ngoại vẫn rước ngoại về trong đó mà, phải không? Ở trong đó nó buồn dễ tè luôn. Ở mà đây ngoại có mình ngoại cũng buồn vậy? Ờ, vậy mà nhà mình ở thoải mái. Con gái của mình còn cháu nữa chi. Thì cháu đó là cũng là cháu ruột của mình mà. Cháu ruột chứ mà, biết nó có thương mình như con mình không? Không nghĩ vậy rồi, rồi. Tại vì ngoại nghĩ thôi chứ sao ngoại già ngoại ăn uống đâu có nhiều đâu. Ừ, ăn có nhiều không được, bữa không được chán con. Ngoại đâu có ăn uống gì đâu mà ngoại ở cho con cháu vui. Đăng nỉ quá trời, không chịu. Rồi ngoại ở đây nè, con ví dụ như ngoại ở đây nè, người ta nói con của ngoại là không có hiếu, không có nuôi ngoại. Người ta nói với con ngoại cũng tội nghiệp con ngoại. Ta cũng biết vậy. Hàng tháng ấy giờ nó cho tiền nó mua này rồi mua kia. Nửa đêm nửa chừng giống như té lúc ngoại kể đó, rồi à. Sao rồi ai lo? Giờ rồi. Giờ ba ngoại. Ở đây điện xuống dưới là trong một tiếng đồng hồ lên tới liền đó. Tiếng đồng hồ là lúc đó còn trở tay kịp đâu. Trăm mấy chục cây số. Trời, chở vô bác sĩ tới. Hên là kịp thời đưa bà cụ tới kịp. Sau bà bị đột quỵ nặng lắm á. Mà con nói ngoại nè, 100 mấy chục cây số, 1 tiếng mấy đồng hồ. Ví dụ như ngoại mà có tuổi cao sức yếu nè, ngoại đâu có trở tay kịp đâu, ai chở ngoại đi bệnh viện. Ngoại ở trong cái với con của ngoại ha. Mặc dù là con gái ngoại, biết con gái của ngoại là thương rồi, rất là thương ngoại nên mới kêu ngoại vô ở đó. À, rồi cái việc mà ngoại ở trong đó người ta không có nói, người ta dòng cháu gãi ra làm giám đốc ở trong á. Nó có xe đó, nó chở ra gì dữ đó. Nó rồi ngoại đang vậy sống vậy, tưởng nó là ngoại là con cái ngoại bỏ ngoại, nhưng mà thật ra đâu có bỏ đâu, phải không? À, không có bỏ ra đâu, nhà ta ở đâu không chịu ở lại. Vậy là ngoại cũng khó rồi. À. Ngoại khó phải không? Dễ đi cho con cháu nhờ. Thương thì cho tiền không thương thôi. Con nói thiệt với ngoại nè, con cái ngoại mà không cho tiền ngoại, người mà tiền đâu ngoại sống, ngoại mua đồ ăn hàng ngày. Ở sớm việc người ta cho, người ta cũng thương nha. Mai mốt ngoại mắc nợ sao? Kiếp sau ngoại mắc nợ, ngoại già ngàn trăm tuổi, ngàn tuổi ngoại trong nhà Phật thì ngoại mắc nợ hàng xóm sao?
Có cái thằng cháu á, tháng nào cũng lại cho tiền hả, nó năn nỉ, bữa hổm năn nỉ. Mày vô, vô con ở đi, có mẹ con, có bốn năm bà hữu hỷ. Đó. Rồi mày cho, có thể ngoại chịu ở, thì ngoại đem đi hương này, đem vô chùa gửi đi, rồi mỗi tuần nửa tháng thì con chở ngoại về mua trái cây cúng. Vậy cho nó ấm cúng. Chầu cao đồ có hẳn cà phê đồ, ngoại đừng có lo, ngoại ghiền mấy bốt đó. Mà con hỏi thiệt chứ ngoại. Hồi năn nỉ hoài, nói còn nhỏ cái thứ hai. Đại thứ bảy đã ra rồi, bà bàn tính với nó cái hả? Để nói con có mà không nuôi cha mẹ rồi ra kêu kêu nó mà chả không nông nổi. Đúng rồi, giống như con nói đó. Con hỏi thiệt ngoại nè, hay là ngoại xa cái nơi này ngoại chịu không nổi? Hay là ngoại xa cái nơi này ngoại chạy chịu không nổi, quen cái việc mà lo hương khói cho bà nè. Bà ở đây. Ở đây mấy chục năm rồi, đâu có bỏ đây nữa. Cái thói quen phải không? Thôi, nhưng mà ngày thói quen ngày xưa là khi ngoại còn sức khỏe kìa. Còn bây giờ ngoại hết sức khỏe rồi. Thành nữ là cái thói quen đó ngoại cũng về ở con cháu đi cho nó vui. Rồi bây giờ ngoại còn nhiêu tiền? Hả? Ngoại còn nhiêu tiền? Đâu có còn tiền. Yeah. Kỳ đó mất mẹ nó hết rồi, bệnh cái giờ mua thuốc uống hoài đâu á. Hết tiền luôn rồi. Không còn một đồng nào luôn. Còn nhiêu? Nó mới ra cho mấy trăm nè. Mấy trăm? Mỗi tháng nó cho 700, có khi 800. Dạ. Cho còn còn cất nè. Mới là hồi sáng nè, nó với dâu nó ra thăm. Nói thôi con thấy máu khỏe rồi con đi về rồi về. Có nghĩa là ngoại vẫn có tiền xài mà chứ đâu hết đâu. Chỉ có mua chầu cao à, nó mắc thôi. Dạ. Chứ còn ăn hàng đồ bà ít ăn. Cà phê gì nó mua uống tới hàng tháng. Đâu có khỏi sống tiền. Hôm trước mình không có dám đưa tiền nhiều cho bà cô bác của anh chị. Hôm trước là bà bị một cái tên đạo trích người mình phụ nữ. Bất tử con biết không, còn đi không có phá cửa. Một cái tên đạo trích người phụ nữ phải gạt lấy hết tiền của bà luôn á. Nên hành nữ là mình không có dám ghé thăm bà, không có dám đưa tiền nhiều cho bà. Đưa tiền bà, đưa tiền lẻ thôi. Để cho bà có thể bà sinh sống. Con khuyên ngoại nha, là ngoại nên ngoại con góp ý ngoại nha, con nhỏ nhưng mà con góp ý ngoại, ngoại nên suy nghĩ lại, tuổi cao rồi. Bây giờ ngoại thương về ở với con phải không? Cháu. Dạ đúng rồi. Được không? Ở đi. Ở đâu hay tới đó chứ không đó. Nói cái tới đâu hay tới đó. Nói thiệt ngoại vô nhà ngoại chỗ này ngoại dừng tôn lên ha, nó nắng vô tiếng này cái thằng đi thành phố nó đem lại cho má coi đỡ buồn đó. Ở đây nó nóng dữ lắm cô bác của anh chị. Cô bác của anh chị biết bùi hồ ngồi ở đây sức mồ hôi hết à. Rồi hứa nha, hứa nha. Hứa bắt tay nha. Con bắt tay ngoại cái. Là cảm ơn con nha, lâu lâu lại thăm bà má ơn lắm. Là giao kèo với con là nữa phải về trọng ở. Bắt tay đó. Chịu không? Thôi hôm nay thì đến đây thì con thay mặt cho bà trưởng ở Mỹ đó, thì con cũng trích cái quỹ của bà trưởng gửi cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì bà thì nói chung hoàn cảnh của bà thì không khó khăn lắm, nhưng mà con thay mặt cho bà trưởng thì tại bà trưởng thì có gửi cho con. Thôi lần ta còn phơi cơm khô tao bán ký đô 4-5 ngàn chứ bây giờ không có phơi á. Quỹ này còn 500 thì trích lại cho gửi cho bà ăn trầu cao. Bà cảm ơn nhiều. Dạ, bà biết sao tại 500. Sao 500 ngàn mà biết tại sao con đưa tiền lẻ gì không? Cho bà dễ xài, đưa tờ 500 bà mất công mà xài mà không biết nữa. Bà ta không biết ta gạt bà. Bà cụ bà ngoại này lúc trước là bị một cái con yêu nữ bị gạt lấy hết tiền của bà luôn, đồ chửi luôn, đồ gạt bà già. Mai mốt làm ăn không có phát triển nổi đâu. Nghĩ sao mà gạt ngoại lấy hết tiền luôn hay ngoại hả? Cái người mà hôm trước sức giàu ngoại đó nhớ không? Không có sức. Vũ đi chở bà đi làm bệnh viện thì nhà không có phá cửa. Đâu có ý nói là lên kêu bà sức giàu để gạt bà đó.
nói bà mệt chỗ nào xô bóp bà đó rồi lấy tiền của bà luôn á. À, có nhớ không? À, mất lật đật đật nó mất lấy nhiều. Luôn bộ đồ luôn đừng nó mất nhiều thì đó đây trong túi quần 200 mấy túi áo đi chợ còn 100 mấy tiền đâu có bỏ nhà để trong túi rồi có gì bất tử mình có đi xe đồ ác ôn thắng nhân chắc đứt lấy trần cô hoàng già lấy luôn bộ đồ mình chửi mình mang tội nhưng mà nhân nào thì quả đó thôi những người đó thì không bao giờ tồn tại được đâu con lại tâm sự với ngoại ngoại vui không vui thiệt không ờ tới thăm vui mừng lắm chứ để đâu thấy ở nhà đóng cửa có mình nên lưỡi thủi lưỡi thủi ở sớm thấy mình già cả nghèo khổ người ta ngày nào người ta cũng khá giả ta ít có chơi với mình đó. Chuyện giả đó con nghèo con chơi với ngoại nè được không hả con nghèo con chơi với ngoại nè được không nhìn ăn trầu nhìn cái răng của ngoại nhìn cười mới mất cười quá răng đen đó nè chắc răng lắm á nhìn ngoại đẹp ghê á ngày xưa ngoại gãy dốc không mày à. Ngày xưa ngoại gãy nhiều lắm phải không ngày xưa ngoại có bạn bạn trai nhiều lắm phải không? Không có nhiều người đeo đuổi á bạn trai đâu có không có mày ổng theo đeo đuổi xong cũng nhiều người hỏi đó bà không chịu bà thấy ông đẹp trai hơn mấy người kia hay sao à không xứng bự cao bự bà không chịu ổng thì xứng với bà ngày xưa ông là ông này là mai hay là quen bà ông với bà là làm mai với nhau hay là quen cũng có người làm mai chứ đâu có quen chứ dạ thôi cũng trưa rồi hôm nay con đến đây cũng thăm ngoại coi cái tình hình sức khỏe ngoại sao rồi cũng gần một năm này con quay trở lại đây trước tiên là con thăm ngoại sức khỏe thấy sức khỏe cảm ơn cái người mà gửi tiền cho bà đó dạ ngoại khỏe là vui rồi bây giờ ngoại cái việc mà vui khỏe với con cháu thôi là được rồi ha thôi về đi con dạ bye bye ngoại chào ở đâu lận con ở Đồng Tháp à vậy hả tại đây là Cần Thơ của bác của anh chị ở quận quận này quận gì ngoài quận Ninh Kiều hả Ninh Kiều thôi bye bye ngoại về chắc con thắp nén hương cho bà cụ ở đây cái gì vậy ha nãy giờ con ngồi đây cũng đang quay cái chỉ mới có chào hỏi thôi.